Sau độ Missy, cộng đồng mạng tiếp tục được một fan xôn xao trước thông tin kênh YouTube Quang Linh Vlogs cuộc sống ở châu Phi với hơn 4 triệu lượt đăng ký của vlogger Quang Linh đã bị hacker đổi tên kênh sang tên một đồng tiền số. Cụ thể, khi người dùng đang truy cập YouTube, gõ từ khóa Quang Linh Vlogs cuộc sống ở châu Phi hay Quang Linh Vlogs ở thanh tìm kiếm, tên một hệ thống thanh toán sử dụng công nghệ tiền ảo. Tuy nhiên, khá khẩm hơn trường hợp của streamer Độ Missy thì nhiều video trên Quang Linh Vlogs vẫn được giữ nguyên và không bị ẩn đi. Chủ sở hữu của Quang Linh Vlogs là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997. Vlog của Quang Linh chủ yếu ghi lại những trải nghiệm thú vị của anh tại đất nước Angola. Giữa nhiều kênh Vlogs nói về chủ đề cuộc sống xa hoa tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, thì những video cuộc sống ở châu Phi của Quang Linh Vlogs lại nổi lên như một làn gió mới. Nam vlogger sản xuất nhiều video làm từ thiện, lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành gương mặt được nhiều người yêu mến tại Việt Nam và Angola. Nguồn thu nhập của kênh YouTube này chính là một trong những nguồn hỗ trợ team Quang Linh triển khai các hoạt động thiện nguyện tại châu Phi. Hiện nay, vlogger này đang tìm mọi cách để khôi phục kênh YouTube nói trên. Độ Missy và Quang Linh Vlogs không phải những người nổi tiếng duy nhất từng bị hack trên YouTube. Trước đó, các kênh của Trấn Thành, Linh Ly, Hồ Quang Hiếu cũng đã từng bị hacker chiếm quyền sử dụng với nhiều mục đích lừa đảo.